làm như là chờ cúng ai cũng bằng. Chờ hoài đói bụng muốn chết. Bà ơi, bỏ đi, vô đây ăn cơm cái đi. Thì có đói ăn trước đi. Thật ơi, bà sao? Bà bỏ này đi, đi vô ăn cơm với tôi cái. Thì ông ăn trước đi, đói bụng ăn trước đi, ăn lai rai đi, tôi chờ nó dắt khô cái này tôi phơi rồi ăn. Nhà của hai vợ chồng ăn trước ăn sau nó buồn, hiểu không? Trời ơi. Mà sáng giờ giặt hình như bốn mẻ rồi đúng không? Ừ đúng rồi, vợ thứ tư. Cái gì vậy? Vô đây ngồi. Cái gì căng thẳng vậy? Bà ngồi xuống, bà ngồi xuống. Mà cái gì? Bây giờ bắt đầu tôi mới nói nè. Nói đi. Nhà này sắp sửa nghèo là do bà đó. Ông lãng à. Tôi nói thiệt nha, ông á nghèo nghèo cái gì không biết nữa, bây giờ ông lo mà lo la mấy đứa con của ông kìa. Con tôi sao? Ý chang ông à. Còn nó không giống tôi chứ giống ai? Ờ à, phải rồi, hay lắm. Giống cái gì tốt không giống. Đi giống cái mà bài biện tùm lum đầy nhà hết á. Tao nói á, nhà có cái giỏ đồ dơ. Tắm xong á là liền vô đó đi. Ok, tôi đem đi giặt thôi. Không, vứt tùm lum đầy phòng, vô phòng nó hôi hám rồi treo rồi mũi mồng nó bu. Trời đất ơi, tôi biết. Tôi biết công việc bà làm là đúng, nhưng cái cách làm của bà nó bị sai. Đó, cho nên là nhà mình sắp nghèo là do bà là như vậy đó. Trời ơi, tôi làm không cảm ơn tôi còn đổ thừa tôi làm cho nghèo nữa. Nghèo mà, cái gì? Mà bây giờ tôi nghèo? Nói cho bà nghe nè nha. Ừ. Đó, bây giờ tôi hỏi bà cái máy này công dụng của nó được bao nhiêu ký? Giặt bao nhiêu ký? 8 ký. Đó. Nó có ghi mà. Thấy tôi biết không? Đọc mà. Bà biết 8 ký đúng không? Ừ. Mỗi lần giặt như vậy là điện nước là 10.000. Đúng không? Mà sáng giờ bà giặt tất cả là 4 mẻ. Đó. Ừ. Mà có khi có 1-2 bộ đồ bà cũng giặt phải tốn một lần nước là điện nước là 10.000 không? Trời mà ơi. 4 lần phải 40.000 không? Thì đồ dơ lấy giặt chứ để làm gì? Nó hôi nhà. Ừ, tôi đồng ý với bà. Bây giờ nè, bà coi kỹ đi. Nếu mà bà muốn giặt quần áo à, thì sáng đó bà đi vòng vòng hết nhà, bà gom hết quần áo, bà giặt một mẻ một thôi, cũng là đúng 8 ký. Đó, thì mình tốn chỉ có 10.000 thôi. Còn bà giặt mà 4 lần như vậy là phải 40.000 không? Một tháng như vậy đó, nếu mà bà giặt một lần một tháng á, là mình còn dư được ra tới 900.000 lận bà. Tiết kiệm được 30.000 ngày hả? Chứ sao? Ờ ha. Sao giờ nữa mới nói? Trời ơi, sao ngu vậy? Mà vừa giặt mà vừa tốn công này rồi tốn sức này rồi đó, phải đi chạy đi gom nó mệt nữa, không nhận. Cái đó nói... là bà phải tự hiểu chứ. Cái gì hả? Ờ hả, ông tính có lý á. Ừ. Mình dư được 900.000 một tháng mà tôi còn đỡ mệt. Đúng không, không? Đó, bà đỡ mệt à. Bà mệt xuống một cái bà phải nằm, bà phải nằm bệnh không? Bình. Nằm bệnh phải tốn tiền. Đúng. Còn cái máy nó một ngày chạy 4 lần lâu ngày thì nó cũng phải mệt chứ. Đúng rồi. Nó hư, nó hư mình phải sửa đó, sửa, thậm chí mà nó hư nặng quá phải mua cái máy khác tốn tiền, thấy chưa? Ha. Thôi bây giờ hiểu rồi đúng không? Bắt đầu từ ngày mai tôi giặt 8 ký một lần. Đúng.